đầu trực tiếp. Rồi, chuyển đi, chuyển đi. Nhanh đây, 3 tháng. Hai đội đã công hiến cho khán giả Đà Nẵng. Và chuyển bóng lên rất thoáng cho Enkemi. Vẫn là Enkemi. Enkemi. Anh Đức, Huy Đức, không tin! Đà Nẵng tuyệt vời! Cái nhà giúp cho đội tuyển Đức kinh nghiệm. Tuy nhiên, Minh Hoàng vẫn được lãnh đạo BKM Bình Dương giữ lại. Và anh đã đóng góp được rất nhiều công sức. Không vào! Đó là cú đá chân của tiền đạo Enkemi. Một tình huống mà Enkemi đã xử lý tốt nhất kể từ đầu trận. Tuy nhiên, anh vẫn có thể vào sân từ băng ghế Duy. Phía trong là Mbappé, Enkemi, khóa người, rút, vẫn chưa tới Lima, đường chuyền ra anh Đức, mở bóng cho Vũ Phong, Vũ Phong, đi vào, Enkemi, khóa người, đá thắng của Enkemi, đó có thể coi là một màn đồng tiến của tiền đạo người Cameroon. Enkemi cũng đã thành công và ghi được bàn thắng. Đây là bàn thắng thứ hai của chân sút người Cameroon kể từ trận lượt về. Một tình huống qua người khá đẹp và Enkemi đã đánh bại thủ môn Văn Hạnh bằng một cú sút khẽ chạm cột. Ông Mai Đức Chung vừa rồi cũng đã rút Vũ Phong rời sân, tác giả của hai bàn thắng trong hiệp 1, để thay vào là Nguyễn Hữu Thắng. Và vừa rồi là của Văn Phong.
Chúng ta xem lại pha bóng hỗn loạn trước cầu môn của Khánh Hòa.